Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tụ họp nhau nơi đây dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Dù trời nắng hay trời mưa, dù chúng ta vui hay buồn, dù cho chúng ta thất bại hay thành công, nhưng tạ ơn Chúa vì Chúa đã quy tụ chúng ta lại nơi đây thành một cộng đoàn, mà nơi đó Chúa yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta bất chấp chúng ta tội lỗi hay là thánh thiện, bất chấp chúng ta vui hay buồn, cho dù chúng ta có yếu đuối hay mạnh sức, nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn phủ tràn trên tất cả chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta hãy đáp lại tình yêu đó bằng một đời sống công minh chính trực, cũng yêu thương người khác như chính Chúa yêu thương chúng ta. Chính khi đó, dù xảy ra bất cứ cuộc sống trần gian như thế nào, chúng ta luôn có Chúa ở cùng và đạt được sự bình an và hạnh phúc đích thực trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đó chính là sứ điệp chính mà phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Anton, Maria, Vicente, Đa Minh, các linh hồn. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho sự giữ trên thế giới mau chóng bị đẩy lui. Ngày hôm qua, một chiếc xe hơi do quân IS, quân phiến loạn Hồi giáo, đã tông thẳng vào đám đông tại Barcelona ở Tây Ban Nha và cướp đi 13 sinh mạng cùng 100 người khác bị thương. Chúng ta xin cho sự giữ mau bị đẩy lui và tình yêu Thiên Chúa được ngự trị. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối xưng thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn sám hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của Người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng thuận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, đói thương ban nguồn hồng ân, tôn nhan Cha sang người khắp nơi xa gần. Đường lối Chúa khai thông cho cả muôn dân, và ơn cứu độ nhuần thắm gian trần. Người oai phong thống chi địa cầu đẹp xinh, muôn dân nơi hát mừng Chúa Vua công bình.
người dân dắt muôn dân theo đường công minh, và muôn nước được mừng vui an bình. Mặt đất trái hoa thơm ngọt nở tươi, bao ơn thiêng Chúa Trời đã ban cho đời. Người là Chúa yêu thương ta chẳng hề ngơi, toàn coi đất cùng thờ kính uy danh Người. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước khi anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì con dân Israel không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidôn, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi la kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói:
Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, thường thường nơi các trung tâm hành hương, chúng ta thấy đa số là người Công giáo, chúng ta là người có đạo. Nhưng bên cạnh đó, cái số người ngoại đạo đến để hành hương, như trung tâm hành hương tại Cha Trương Bổ Diệp, rồi Đức Mẹ Tà Pao, và thậm chí ngay đền thánh Martino cũng vậy. Cái số người ngoại đạo đến để cầu khẩn cũng không phải là ít. Và đa số theo thống kê thì họ nhận được ơn mà họ nài xin, thậm chí như việc đầy chữa bệnh hay được may mắn, vân vân. Và nhiều lần người ta đã đặt ra là phải chăng Chúa thương những người ngoài hơn là chúng ta là những người có đạo Công giáo. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay nhấn mạnh và đề cập đến những lòng tin của người dân ngoài. Chúng ta lướt qua xem phụng vụ lời Chúa để rồi chúng ta nhận ra là tại sao Thiên Chúa cũng hay nhận lời những người dân ngoài và ban cho họ ơn này hay đến ơn khác. Còn chúng ta thì đôi khi chúng ta không nhận lãnh được. Trước tiên chúng ta thấy lòng tin của những người dân ngoài, đó là họ có một đời sống công minh chính trực. Bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa đã phán: Hãy tuân giữ những điều chính trực và thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới và đức công chính của ta sẽ được biểu lộ. Ngài đặt ra tiêu chuẩn là không phải chỉ đối với chúng ta mà là đối với tất cả mọi người. Và sau đó đoạn sách còn nhấn mạnh tiếp: Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa và phụng sự yêu mến thánh danh thì cũng trở nên tôi tớ của người. Rõ ràng chúng ta thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa mang tính phổ quát. Và ơn cứu độ Thiên Chúa không phải là dành riêng cho người Do Thái, không phải dành riêng cho tất cả chúng ta, đây được gọi là những người đạo gốc, đạo dòng, vân vân. Như ơn cứu độ dành cho tất cả các dân ngoại, nếu họ sống một đời sống công minh chính trực, phụng sự Thiên Chúa và yêu mến thánh danh người. Nói một cách khác, người dân ngoại họ sống một cái đời sống theo hướng thiện, và chúng ta phương thường nói là sống tại tâm. Và phải chăng chính điều này một số người Công giáo cũng đã lý luận rằng thì nói nếu sống tại tâm, sống công minh chính trực thì con không cần đến nhà thờ. Bởi vì con thấy những người có đạo, đôi khi họ đến nhà thờ, nhưng họ sống còn tệ hơn những người ngoài. Và thậm chí, con không thường xuyên đọc kinh, nhưng ở nhà, miễn sao con thờ Chúa là được rồi. Thưa không, đoạn sách thánh để cho chúng ta trả lời tiếp đối với những người mà có quan niệm sống tại tâm mà không đến nhà thờ, thì xin hãy nghe đây. Những người giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm và tuân giữ giao ước của ta thì sẽ được ta dẫn lên đền thánh và cho hoan hỷ tại nhà cầu nguyện của ta, và trên bàn thờ ta sẽ ưng nhận của lễ toàn thiêu và hy lễ của chúng dân, và nhà của ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Điều này để minh chứng một lần nữa xác tín khi chúng ta đến nhà thờ vào mỗi tuần Chủ nhật hay bất cứ trong ngày thường, thì chính điều đó là biểu lộ cái tấm lòng hiếu thảo đối với Thiên Chúa và biểu lộ niềm tin của chúng ta. Quả thật đừng nói rằng khi chúng ta yêu nhau, chúng ta chỉ nhắc một điện thoại lên "Alo, I love you" là được. Không, chúng ta phải biểu lộ cái tình yêu của chúng ta đối với người yêu. Thiên Chúa cũng vậy.
người có thể cứu độ của chúng ta mà không cần sự nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Nhưng không, Thánh Gioan đã xác định rõ trong tin mừng của Ngài, căn cứ vào điều này mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là người đã xuống thế làm người, và để cho những ai tin vào người con thì được cứu độ. Và vì thế đừng nói rằng chúng ta biện minh, chúng ta sống tại tâm công minh chính trực là đủ để chúng ta lãnh nhận ơn lành. Vì thế chúng ta thấy những người dân ngoài, họ đã biểu lộ lòng tin của họ không chỉ nơi nhà của họ, nhưng họ sẵn sàng đến những nơi hành hương, cho dù xa xôi, họ đến bằng tấm lòng thành cùng với một đời sống công minh chính trực, thì chính điều đó đôi khi họ được nhận những gì mà họ xin. Điểm thứ hai, thế nhưng không phải chỉ có những người lòng tin, tất cả chúng ta tôi tin rằng ông bà chị em cũng đã thể hiện lòng tin đó rất nhiều, nhưng đôi khi tại sao chúng ta không nhận được những điều chúng ta xin? Xin hãy nhớ rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không hệ tại lòng tin của chúng ta thôi, nhưng hệ tại là tình yêu của Thiên Chúa mà thấy trước những nhu cầu chúng ta cần. Người biết rõ những gì chúng ta xin và người sẽ ban cho tất cả những gì mà người muốn, và chắc chắn điều mà người muốn sẽ mang lại cho chúng ta vượt trên cả những gì chúng ta xin. Chúng ta thấy trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã xác định rõ, và Ngài với tư cách tông đồ là dân ngoại, và Ngài nói với những người dân ngoại rằng, thật vậy, trước kia anh em không vâng phục Thiên Chúa, tức là những người ngoại chưa tin Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được Chúa xót thương. Còn cái dân Do Thái, nghĩa là dân đạo gốc, dân đạo dòng, vì không vâng phục, thế nhưng anh em nên nhớ, họ không vâng phục Thiên Chúa vẫn yêu thương họ, và chính điều đó họ cũng được lãnh nhận lòng thương xót. Vì thế Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Nghĩa là chính những người Do Thái vì tội không vâng phục, cho nên lòng thương xót của Thiên Chúa đổ tràn cho dân ngoại. Nhưng những người dân ngoại đừng tự hào, bởi vì một lát nữa thôi, hoặc là một thời gian, những người Do Thái không vâng phục, khi họ sám hối ăn năn thì lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ quay trở về với họ, và để cho cảm nhận lần lòng thương xót của Thiên Chúa đổ tràn trên tất cả mọi người. Và có lẽ đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đó chính là đoạn tin mừng. Người phụ nữ Canaan đã có một người con gái bị quỷ ám. Canaan là đất của dân ngoại. Bà xuất phát từ thành Tia và Sidon. Dân ngoại, dân Do Thái rất ghét. Họ đã mắng chửi dân ngoại thành Canaan là đồ con chó. Cho nên trong đoạn tin mừng, khi người đàn bà Canaan đã nài nỉ xin Chúa Giêsu là người Do Thái, và Chúa Giêsu làm như có vẻ Ngài lờ đi cái lời cầu xin đó, đến nỗi các tông đồ nói, xin Ngài hãy bảo bà ấy về đi, bà cứ theo lại nhảy hoài, khó chịu, bà là dân ngoại nữa. Chúa Giêsu không nói. Chúa Giêsu quay lại nói với bà rằng, thầy chỉ đến với con chiên nhà Israel mà thôi. Nhưng chúng ta thấy người đàn bà đã tiếp tục nài xin bất chấp cái sĩ diện. Lạy con vua David, xin thương xót con, xin thương xót con, rủ lòng thương con. Lạy con vua David, đó là lời tuyên xưng mà chỉ dành cho người Do Thái. Vậy bà là người dân ngoại mà bà dám tuyên xưng Chúa Giêsu là con vua David, chứng tỏ bà đã vượt qua cái ranh giới của tôn giáo, vượt qua cái sĩ diện, một cái danh dự dành cho người Do Thái. Bà bất chấp tất cả chỉ vì bà muốn con bà được khỏi bệnh. Và rồi Chúa Giêsu đã thử bà. Chúa Giêsu không nói bà là đồ con chó, nhưng Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh không nên lấy bánh ở trên bàn của con cái xuống cho lũ chó con. Người giảm nhẹ cái miệt thị của người Do Thái đối với dân ngoại. Người bánh dành cho con cái là ơn cứu độ dành cho Israel, chứ không phải dành cho dân ngoại. Nhưng chúng ta thấy người đàn bà Canaan đã không thua. Bà nói rằng, vâng thưa Ngài, nhưng lũ chó con cũng có thể ăn những mảnh vụn từ bàn con cái
rơi xuống, nghĩa là vẫn được hưởng sái đó, thưa ông bà anh chị em. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khen bà: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy." Và vì thế qua cái câu chuyện này nó nêu lên hai điểm căn bản. Đó là nơi người phụ nữ ngoại giáo, bà có một lòng tin rất mạnh, bất chấp cái cản trở từ phía Do Thái, bất chấp cái sĩ diện và bất chấp cái danh dự dành cho người Do Thái khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con vua David. Điểm thứ hai, bà đã có một cái tình mẫu tử đối với con gái bà. Vì yêu thương con gái mình, bà chỉ mong muốn duy nhất cho con gái mình khỏi bệnh mà bà vượt qua ranh giới. Nói một cách khác, tình yêu đã lướt thắng tất cả. Và vì thế một Thiên Chúa thương xót nào mà lại không thương con người? Một Thiên Chúa thương xót nào mà lại không nhận lời cái này xin của một người, dù bà là người ngoại giáo? Này bà, lòng tin bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, xuyên suốt cả ba bài đọc để cho chúng ta thấy rõ, một đời sống công minh chính trực xuất phát từ một lòng tin vào nơi Thiên Chúa với sự nài xin với tình yêu sẽ giúp cho đạt được ước nguyện trong đời sống của họ. Và hơn trên hết, họ nhận ra một Thiên Chúa yêu thương và đầy lòng thương xót. Vậy thì còn chúng ta thì sao, kính thưa cộng đoàn? Đức tin của chúng ta đã biểu lộ như thế nào trong đời sống gia đình, hôn phối, trong đời sống tu trì hay đời sống mà chúng ta đã gặp hàng ngày? Chúng ta có biểu lộ một cái đời sống công minh chính trực không? Khi mà chúng ta ước ao những điều may lành mà chúng ta lại sống những điều bất chính. Khi chúng ta ước ao một đời sống bình an mà chúng ta lại sống một đời sống bất an hay gây gổ xung khắc với nhau. Chúng ta ước ao một đời sống hòa bình, yêu thương mà chúng ta cứ ghen ghét hận thù. Chúng ta sống một đời sống công minh chính trực mà chúng ta sống giả dối. Thì thử hỏi làm sao cái ước nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời? Và vì thế lòng tin cần đi kèm theo cái sự yêu mến. Hãy yêu mến tha nhân, khát khao lòng tin, sống một công minh chính trực, thì tôi tin chắc rằng bất cứ điều gì chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta. Trong cái cuốn sách gọi là Anh Em Nhà Aramaov, Dostoevsky đã diễn tả một bà già đã khắc khoải trong lòng tin và bà đến chạy đến vị linh mục. Bà nói rằng: "Con mất niềm tin của con." Vị linh mục đã nói với bà rằng: "Thế thì niềm tin của bà có gắn liền với một đời sống yêu thương không? Bà đã có từng giúp đỡ người bà con lối xóm chưa? Bà đã có yêu thương và đã từng giúp đỡ một người nào chưa?" Bà thưa rằng: "Thưa chưa." Vậy thì cái niềm tin của bà, sức mạnh lòng tin của bà chưa thể hiện cái lòng tin bằng cách yêu mến tha nhân. Vậy hãy yêu đi, mà hãy yêu bà con lối xóm, yêu người nhà của bà, yêu tất cả mọi người, thì niềm tin của bà sẽ vực dậy. Kính thưa anh bà, anh chị em, đức tin và lòng yêu mến đi đôi với nhau. Đó chính là niềm tin của người dân ngoại. Vì thiệt đời sống của chúng ta bắt buộc cũng phải như vậy, thưa bà, anh chị em. Lòng thương xót bất chấp người ngoại hay người đạo gốc. Mà vì thế để đáp lại lòng thương xót đó, đòi hỏi tất cả chúng ta phải biểu lộ niềm tin của mình, vượt qua những cái cản trở trong cuộc sống, vượt qua những cái tư tưởng khắt khe, những tư tưởng thành kính, để rồi chúng ta tin vào nơi Thiên Chúa và yêu mến tha nhân với lòng thương xót mà Chúa đã yêu thương chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô là đấng lòng thương xót mà chúng ta sắp đây chúng ta rước lấy vào lòng của chúng ta, thì chúng ta hãy dâng tất cả những ước nguyện của chúng ta đi kèm theo một đời sống công minh chính trực, một đời sống yêu thương, một đời sống biểu lộ niềm tin với sự kiên nhẫn phó thác chờ Chúa, thì tôi tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ nói với tất cả chúng ta như đã từng nói với người đàn bà Canaan: "Này con, lòng tin của con mạnh thật, con ước sao thì được như vậy." Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng
Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ chương muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng bạn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn và được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thề trong lòng trên đời Maria và đã làm người, người chiều đông lên vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Công Truyền, tôi tin xưng có một phép rửa đầy tha tội, tôi trong đời kẻ chân sống lại mà sự sống đời sau. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ và lãnh cha để ta cùng mau lên danh Chúa và người cho chúng ta cùng đoàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiếng của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa ngài là vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Ôi bố Chúa trên cao tầng trời, chúng con đấng ngự đến nhân dân Chúa. Ôi bố Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa trên trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nơi một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Gioan, Đức Cha Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Anton Maria Vicente Đa Minh mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được hưởng hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh, cho giáo xứ, gia đình và mỗi người chúng con luôn được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, như xin Chúa phán một lần thì linh hồn con sẽ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Thank you.
dâng hết tâm tình cho niềm tây tin. Xin dắt dìu đời con để đem hạnh phúc cho đời. Xin tha vào lòng con tâm hồn biết sống yêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy đã xong, chúc anh chị em đi bình an.